Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 3. Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Một La Mã, Mỹ, một nhỏ, kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Sự phát triển kinh tế. Trong khoảng 2-3 thập kỷ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh nhất thế giới. Sản lượng công nghiệp trung bình hàng năm tăng 15%. Sản xuất nông nghiệp tăng 27% so với thời kỳ 1935-1939, luôn chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới. Mỹ nắm 3/4 trữ lượng vàng toàn thế giới, có hơn 50% tàu bè đi lại trên biển. Nguyên nhân của sự phát triển, Mỹ có những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Đất nước không bị chiến tranh tàn phá, có điều kiện an toàn để phát triển kinh tế. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào. Dựa vào những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật, Mỹ đã điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Có nền công nghiệp sản xuất vũ khí phát triển cao, Mỹ đã thu được rất nhiều lợi nhuận trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, 114 tỷ đô la, tạo đà phát triển kinh tế. Nhờ công nghiệp chiến tranh, hàng năm Mỹ thu trên 50% tổng lợi nhuận. Trình độ tập trung sản xuất, tập trung vào tư bản cao. Những mặt hạn chế. Vị trí kinh tế ngày càng giảm sút trên thế giới, các nước Tây Âu, Nhật Bản ngày càng trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt, nguy hiểm của Mỹ. Khả năng cạnh tranh của hàng hóa Mỹ ngày càng sút kém. Tuy phát triển nhanh nhưng không ổn định vì thường xuyên xảy ra những cuộc suy thoái về kinh tế. Khoa học kỹ thuật. Mỹ là nước khởi đầu của cách mạng khoa học kỹ thuật và đạt được nhiều thành tựu kỳ diệu. Công cụ sản xuất mới, cách mạng xanh, khoa học vũ trụ. Nhờ những thành tựu đó, nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng và đời sống vật chất tinh thần của người dân Mỹ đã có nhiều cải thiện. Hai nhỏ, tình hình chính trị và chính sách đối nội của nhà cầm quyền Mỹ. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chính sách đối nội của Mỹ là tiếp tục duy trì những thể chế của chế độ dân chủ tư sản. Tổng thống Truman của Mỹ đã ban hành nhiều đạo luật nhằm chống lại hoạt động của công đoàn và phá hoại phong trào bãi công của công nhân. Ở Mỹ, chính sách phân biệt chủng tộc giữa người da trắng với người da đen và da màu vẫn tiếp tục tồn tại. Sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt. Trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ cũng diễn ra những vụ bê bối về chính trị và kinh tế. Vụ Tổng thống Kennedy bị ám sát năm 1963, vụ tài liệu mật Lầu Năm Góc, vụ Watergate và Irangate trong những năm 80, trong xã hội Mỹ luôn diễn ra tội ác và tệ nạn. Ba nhỏ chính sách đối ngoại. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mỹ luôn theo đuổi mưu đồ bá chủ thế giới. Các đời Tổng thống Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon đều nêu ra học thuyết hoặc đường lối của mình để thực hiện chiến lược toàn cầu. Mục tiêu của chiến lược toàn cầu: ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. Đàn áp các phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân, phong trào hòa bình dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Khống chế, điều khiển các nước đồng minh của Mỹ. Biện pháp thực hiện, thi hành chiến sách thực lực thành lập các khối quân sự. Viện trợ kinh tế quân sự cho các nước đồng minh. Tăng cường chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Gây chiến tranh xâm lược, can thiệp sâu vào các nước khu vực và trên thế giới. Chiến lược toàn cầu của Mỹ vấp phải những thất bại nặng nề ở Trung Quốc 1949
Triều Tiên 1953, Cuba 1959, Iran, đặc biệt là thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam 1975. Nhưng mặt khác, Mỹ cũng đạt được một số mưu đồ của mình, đặc biệt là góp phần làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Hai, La Mã, Nhật Bản. Một nhỏ, kinh tế, khoa học kỹ thuật. Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế. Nghèo tài nguyên khoáng sản, lại là nước bại trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Nhưng từ năm 1946 đến 1950, Nhật Bản đã nhanh chóng khôi phục nền kinh tế đạt mức trước chiến tranh. Đầu những năm 70, vượt qua các nước Tây Âu, vươn lên hàng thứ hai sau Mỹ. Sau vài thập kỷ, Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế, trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới. Thế giới kinh ngạc bởi hiện tượng thần kỳ Nhật Bản. Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế: thu hút nguồn vốn lớn của nước ngoài, tập trung đầu tư cho phát triển, sử dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật, có khả năng xâm nhập thị trường quốc tế. Những cải cách dân chủ tạo điều kiện và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Truyền thống tự lập tự cường của nhân dân và tài năng điều hành nền kinh tế của giới kinh doanh và những nhà lãnh đạo Nhật Bản. Về khoa học kỹ thuật, coi trọng phát triển khoa học kỹ thuật, vừa chú trọng phát triển các cơ sở nghiên cứu trong nước, vừa chú ý mua những phát minh của nước ngoài. Hiện nay, Nhật Bản đứng đầu thế giới về trình độ khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp dân dụng. Quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo những con người có năng lực, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Hai nhỏ, tình hình chính trị và chính sách đối nội của giới cầm quyền Nhật Bản. Những cải cách dân chủ trong những năm đầu sau chiến tranh, ban hành Hiến pháp năm 1946, cải cách ruộng đất, giải tán các đại bát sư, xử tội phạm chiến tranh. Ý nghĩa của cải cách: phá vỡ những cơ sở kinh tế, chính trị, xã hội của chủ nghĩa phong kiến quân phiệt. Xác lập chế độ dân chủ đại nghị. Mặc dù về hình thức, Nhật Bản vẫn theo chế độ quân chủ lập hiến. Tạo điều kiện để nước Nhật phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Ngày nay, giới cầm quyền Nhật Bản bắt đầu xâm phạm một số điều khoản của Hiến pháp 1946, thu hẹp quyền tự do dân chủ, sửa đổi lại điều chính, không cho phép Nhật Bản xây dựng lực lượng vũ trang và đưa quân đi tham chiến ở nước ngoài. Phong trào đấu tranh đòi hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội ở Nhật Bản không ngừng diễn ra. Ba nhỏ, chính sách đối ngoại. Với Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật 1951, Nhật Bản trở thành đồng minh của Mỹ nhằm chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc vùng Viễn Đông. Nhật Bản trở thành căn cứ chiến lược của Mỹ, phục vụ cho chiến lược toàn cầu của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Ba La Mã, các nước Tây Âu. 1. Pháp, kinh tế. Sau kế hoạch Marshall, kinh tế Pháp phát triển nhanh chóng và vững chắc. Từ năm 1950, sau khi phục hồi kinh tế đạt mức trước chiến tranh, kinh tế Pháp phát triển liên tục với tốc độ tăng bình quân 5% một năm. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn của khủng hoảng 1973, từ 1982 đến nay, kinh tế Pháp đi vào ổn định và tiếp tục phát triển, tuy không bằng thời kỳ 1954-1973. Một số nguyên nhân của sự phát triển kinh tế: sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, chính sách mở cửa của nhà nước ra thị trường châu Âu và thế giới, vai trò điều tiết nền kinh tế của nhà nước có hiệu quả, chính trị,
từ tháng 9 năm 1946 thành lập nền Cộng hòa thứ tư. Do chính sách đối nội đối ngoại phản động, tình hình nước Pháp trở nên không ổn định. Từ tháng 6 năm 1958 thành lập nền Cộng hòa thứ năm. Nhà cầm quyền đã thực hiện nhiều chính sách đối nội đối ngoại tích cực nhằm tăng cường nền độc lập của nước Pháp và ổn định tình hình kinh tế chính trị xã hội. Nền Cộng hòa thứ năm tồn tại cho đến ngày nay. 2. Anh. Kinh tế Anh phát triển chậm. Sau chiến tranh, vị trí kinh tế của Anh ngày càng giảm sút. Chính trị. Chính sách của Anh phụ thuộc vào Mỹ, theo Mỹ trong các mục tiêu chống các nước xã hội chủ nghĩa, chống phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế, tham gia chạy đua vũ trang. 3. Đức. Kinh tế. Sau kế hoạch Marshall, kinh tế Đức phát triển nhanh chóng. Cuối những năm 50, Tây Đức đã vượt gấp 3 lần mức sản xuất của cả nước Đức trước chiến tranh. Những năm 70, Tây Đức vượt Anh, Pháp, Italia, đứng thứ 3 về sản xuất công nghiệp sau Mỹ, Nhật. Chính trị, đối nội, phục vụ lợi ích cho giới tư bản độc quyền, đi ngược lại lợi ích của nhân dân lao động. Đối ngoại, tăng cường lực lượng quân sự trở thành xung kích chống Liên Xô và các nước Đông Âu. Ngày 3 tháng 10 năm 1990, Cộng hòa Dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hòa Liên bang Đức. 4. Nhỏ, tình hình các nước Tây Âu khác. Kinh tế. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở trình độ cao, mức sống của người dân vào loại cao nhất thế giới. Chính trị. Đảng Xã hội Dân chủ cầm quyền trong 6 thập kỷ qua đã thực hiện rộng rãi các quyền tự do dân chủ trong khuôn khổ chế độ dân chủ tư sản. Giữ vững chính sách hòa bình trung lập, ủng hộ các trào lưu tiến bộ, chống chiến tranh. 4. La Mã, Khối Thị trường Chung Châu Âu, EEC. Một nhỏ, quá trình thành lập và phát triển. Khối Thị trường Chung Châu Âu hay còn gọi là Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, viết tắt là EEC, European Economic Community, ra đời ngày 25 tháng 3 năm 1957, gồm 6 nước: Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg. Sau phát triển thành 12 nước, có thêm Anh, Ireland, Đan Mạch 1973, Hy Lạp 1981, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha 1986. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1994, EEC được gọi là Liên minh Châu Âu, viết tắt là EU. Từ năm 1995, số thành viên của EU là 15 nước, có thêm Áo, Phần Lan, Thụy Điển. Hiện nay, EU đang chuẩn bị kết nạp thêm nhiều thành viên mới. Hai nhỏ, mục tiêu kinh tế chính trị. Sau hơn 40 năm tồn tại, EEC đã tạo ra một cộng đồng kinh tế và một thị trường chung với sức mạnh của dân số 340 triệu người có trình độ khoa học kỹ thuật cao. Điều này cho phép EEC và các thành viên có khả năng phát triển nhanh chóng về mọi mặt, thực hiện có hiệu quả cuộc cạnh tranh về kinh tế, tài chính và thương mại với các nước ngoài khối, đặc biệt là với Mỹ và Nhật Bản. Mặt khác, EEC còn thống nhất với nhau về chính sách đối nội, đối ngoại. Hiệp ước Maastricht, Hà Lan, tháng 2 năm 1992 khẳng định đến năm 2000, các nước châu Âu dự định sẽ trở thành một liên bang nhằm nhất thể hóa châu Âu về kinh tế và chính trị, sử dụng một đồng tiền chung, ECU. Hiện nay, quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu phát triển tốt đẹp. EU là thị trường và là bạn hàng lớn của Việt Nam. Năm La Mã, những nét chính về hệ thống tư bản chủ nghĩa sau Chiến tranh Thế giới thứ hai,
1945-1991. Một nhỏ, các giai đoạn phát triển từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, hệ thống tư bản chủ nghĩa đã phát triển qua các giai đoạn. Từ năm 1945 đến 1950, Mỹ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, các nước khác lo khắc phục hậu quả chiến tranh, thông qua viện trợ kinh tế quân sự cùng với việc thành lập các khối quân sự, Mỹ đã khống chế chặt chẽ các nước tư bản Tây Âu, Nhật Bản về kinh tế, chính trị, quân sự. Từ năm 1950 đến 1973, sau khi khôi phục nền kinh tế đạt mức trước chiến tranh, các nước Tây Âu và Nhật Bản đã vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, trở thành đối thủ cạnh tranh không thể coi thường của Mỹ. Từ đây, trên thế giới hình thành ba trung tâm kinh tế tài chính là Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Từ năm 1973 đến năm 1991, để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính mang tính chất quốc tế diễn ra trong những năm đầu của thập niên 1970, các nước tư bản chủ nghĩa đã sớm đi vào cải tổ cơ cấu kinh tế, đi sâu vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ, tìm cách thích nghi về chính trị xã hội, nhờ đó vượt qua cuộc khủng hoảng vào những năm đầu thập niên 1980. Sau đó tiếp tục phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị và nâng cao mức sống của nhân dân. Ngoài ra, có một số nước vốn là thuộc địa và phụ thuộc, sau khi giành lại độc lập, đã phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa nhanh chóng và trở thành những nước công nghiệp mới, NEC. Hai nhỏ, những đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chuyển sang tư bản chủ nghĩa lũng đoạn nhà nước, tức là dung hợp giữa các tập đoàn tư bản lũng đoạn với nhà nước thành một thế lực thống nhất, có quyền lực vô hạn, phục vụ tối đa lợi ích của tập đoàn tư bản lũng đoạn. Những thập niên gần đây còn phát triển thành tư bản chủ nghĩa độc quyền siêu quốc gia. Xu hướng liên hiệp quốc tế của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước còn gọi là nhất thể hóa quốc tế, tiêu biểu như khối EEC. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở các nước tư bản phát triển làm cho đời sống vật chất và tinh thần của con người không ngừng được nâng cao. Ở các nước đó đều có sự phát triển đáng kể về các mặt văn hóa, giáo dục và văn học nghệ thuật. Vẫn tồn tại những mâu thuẫn và những tệ nạn xã hội không thể khắc phục được. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và công nhân, giữa các nước tư bản với nhau, sự phân hóa ngày càng cao giữa giàu nghèo và tệ nạn xã hội. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp